Như chia sẻ với các bạn, để thành công trong cuộc sống này, chúng ta chỉ biết thôi chưa đủ. Chúng ta chỉ biết thôi chưa đủ. Mà phần lớn mọi người, hầu như hầu hết mọi người chỉ có biết thôi. Chỉ có dừng lại ở cái mức độ biết. Trong khi cái yêu cầu để các bạn có thể trở nên giá trị, trở nên một người khác biệt, một người xuất chúng, một người có thể giúp đỡ được nhiều người khác, giải quyết được vấn đề của họ, thì nó đòi hỏi cái kiến thức mà chúng ta lĩnh hội trong cái chuyên ngành mà chúng ta làm việc ấy, nó phải đi vào cấp độ vô thức. Mấy ngày hôm nay thì tôi cũng nói chuyện với một vài người trong cộng đồng của chúng ta, và rồi mới thấy rằng là các bạn cũng nghe những live stream của tôi, các bạn cũng thấy tôi nói về NLP, nói về những cái điều cần thiết mà con người ta phải có. Thế và tôi phát hiện ra một điều rằng là chúng ta vẫn chưa thực sự thẩm thấu được điều này, cho nên đồng nghĩa rằng chúng ta cũng chưa thực sự thẩm thấu được là NLP nó là cái gì, thực sự NLP nó là cái gì. Còn nếu thực sự các bạn hiểu được NLP nó là gì, thì các bạn đã ứng dụng nó 100% rồi. Thế và đây cũng là lẽ thường khi mà NLP chỉ ra rằng cái mức độ hiểu biết 100% của tất cả mọi người trên thị trường hiện nay nó đang ở một cái tỷ lệ như thế này các bạn. Giả sử rằng đây là một cái vòng tròn hiểu biết này với cái tỷ lệ là 100%, vòng tròn hiểu biết này tỷ lệ 100%, thì cái tỷ lệ cái tỷ lệ mà ta biết nó chỉ vào khoảng 5%. Những cái kiến thức mà ta biết nó chỉ vào khoảng 5%. Tất cả những kiến thức mà con người biết được về cuộc sống này nó là 5%. Ở từng cấp độ một, thì từ cấp độ nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ đóng khung ở mức độ khoảng 5%. Thế rồi mỗi con người có một chuyên ngành riêng để hoạt động. Vậy thì cái chuyên ngành đó thì NLP cũng chỉ ra rằng với cái hiểu biết mức độ ở chuyên ngành ấy, đây khoảng màu xanh này, các bạn nhìn thấy rồi, nó khoảng bao nhiêu? 3%, 2%, 3%. Đấy, cái kiến thức mà chúng ta là chuyên gia ấy, chúng ta hoạt động sâu trong lĩnh vực đó, nó đâu đó khoảng 3%. Còn cái kiến thức mà ta biết rằng ta không cần biết, bởi vì những kiến thức đấy nó không phục vụ nhiều đến cuộc sống, đến sự nghiệp, đến thu nhập của ta, thì những kiến thức này gọi là những kiến thức mà những điều mà ta không cần biết. Đây là những điều ta không cần biết. Đâu đó khoảng 10%. Và phần còn lại thì các bạn thấy rồi. Phần còn lại đây thì NLP chỉ cho chúng ta thấy rằng đây là cái phần mà đây này, con người đây này, ta không biết. Ta không biết. Đấy, cái khoảng trống lớn nào này là cái khoảng trống mà NLP đã nghiên cứu đến 50 năm qua rồi, và chỉ ra rằng là cái khoảng này là cái khoảng là con người không biết rằng mình không biết.
Phủ định của phủ định nghĩa là gì? Là khẳng định. Nghĩa là con người thì luôn luôn cho rằng là mình biết rồi. Mình biết rồi. Mình biết rồi. Mình biết rồi. Cho nên các bạn thấy là các bạn thấy rằng ở những khóa huấn luyện MMI, tư duy triệu phú, người ta luôn luôn nói là có ba cái thứ kẻ thù của hạnh phúc và thành công trong cuộc sống này. Có ba cái từ thôi, nó là kẻ thù của thành công và hạnh phúc trong cuộc sống này. Đó là ba cái từ: tôi, biết rồi, đây ba từ này, tôi biết rồi. Trong một bài live stream khác thì tôi đã hỏi các bạn rằng các bạn có muốn biết lâu nay, đặc biệt là 3 năm qua, đặc biệt là 5 năm qua, các bạn đã suy nghĩ một cách thông minh như thế nào không? Các bạn đã quyết định một cách chính xác như thế nào không? Các bạn đang hành động với một cái kế hoạch đúng như thế nào không? Hãy nhìn vào kết quả hiện tại mà các bạn đang có. Nhìn vào kết quả hiện tại các bạn đang có, nó là câu trả lời chính xác nhất. Những gì bạn đã quyết định, những gì bạn đang làm và những gì bạn đang có, đấy là minh chứng chính xác nhất. Và chừng nào bạn còn tin vào những gì mình đang có thì bạn sẽ còn mãi đứng ở đó. Chừng nào bạn còn tin vào nó thì bạn sẽ còn mãi đứng ở đó. Và hôm nay tôi đã giải thích cho các bạn một cái bí mật. Cái gì? Cái mà chúng ta biết về cuộc sống này luôn luôn nó chỉ là 5% trên tỷ lệ 100% thôi. Còn cái ta là chuyên gia, nó đâu là có 3% thôi. Còn cái ta không cần biết về cuộc, ta không cần biết, có những điều, rất nhiều điều về cuộc sống này và ta biết rằng ta không cần biết đến nó. Ví dụ như là kiến thức toán học của giáo sư Ngô Bảo Châu chẳng hạn, kiến thức văn học của tiến sĩ Đoàn Hương chẳng hạn, kiến thức về sử học như của giáo sư Lê Văn Lan chẳng hạn, là kiến thức mà chúng ta không cần biết. Chúng ta chỉ cần biết nó có trên cuộc sống này thôi, chứ còn chúng ta không cần biết. Thì cái điều đó nó khoảng đâu 10%. Còn lại các bạn thấy này, còn lại nó lên đến được khoảng tầm 82%. Lên đến 82%. Và con người ta gì? Không biết rằng mình không biết, và luôn luôn là cho rằng mình biết rồi. Hãy ngẫm kỹ về điều này. Đây là một trong những bí mật về nhận thức của con người. Bí mật về nhận thức con người. Ở những cuốn sách về tâm linh, ở những cuốn sách về niềm tin, ví dụ như cuốn sách Sức mạnh hiện tại của Eckhart Tolle, thì cái vùng mà ta không biết rằng ta không biết này, ông phân tích chính là cái bản ngã. Nhà Phật cũng gọi là bản ngã. Chúng ta không được đồng hóa mình với bản ngã. Rồi nhà Phật cũng nói là trong mê mờ, bản ngã hay là sự mê mờ, thì đây này, cái thứ ta không biết nhưng ta tưởng là biết rồi và tức là hành động theo nó, và nó tạo ra cuộc sống này, tạo ra cuộc sống này. Còn NLP, chính vì vậy NLP mới được con người nghiên cứu và chỉ ra những mẫu hình đúng, những công thức đúng, cách làm đúng, ngôn ngữ đúng, tư duy đúng, hành xử đúng để thiết kế ra cuộc đời của chúng ta như mong muốn. Đấy, ngược lại với thế giới này thì NLP đã giúp chúng ta gì? Giúp chúng ta có những bộ công cụ, những kỹ thuật, những cái cách kiến giải để chúng ta hiểu biết sâu sắc về bản thân mình, hiểu biết về người khác, hiểu biết về các quy luật, hiểu biết về các cái công thức để thiết kế quy chuẩn đo lường mọi thứ trong cuộc sống này. Rồi, tôi đã chia sẻ các bạn biết cái vòng tròn sự hiểu biết. Còn hôm nay chúng ta chia sẻ theo chủ đề là cấp độ hiểu biết thì mới giúp được chúng ta thành công. Vậy thì trong các cấp độ hiểu biết này, con người chúng ta sinh ra thì có 4 cái cấp độ hiểu biết. Con người chúng ta phải trải qua 4 cấp độ đó. Và cái cấp độ đỉnh cao nhất là cấp độ 4. Khi chúng ta đạt được cấp độ 4, đạt được cấp độ 4 rồi, thì lúc đó chúng ta mới biết chủ động xây dựng cuộc sống này. Chúng ta bắt đầu mới làm chủ được cuộc sống này. Chúng ta bắt đầu mới gây ảnh hưởng, chúng ta bắt đầu mới tạo ra giá trị và chúng ta bắt đầu chia sẻ giá trị với mọi người.
chúng ta đi vào chi tiết. Yeah. Cái cấp độ đầu tiên mà con người ta phải trải qua, điều đầu tiên là cấp độ 1. Cấp độ 1. Ở cấp độ 1 này, tất cả con người chúng ta đều không biết một cách vô thức. Đều ở cái trình độ là, đều ở cấp độ là không biết một cách vô thức. Khi mà chúng ta chưa từng nhìn thấy cái gì trong cuộc sống này, thì lúc này chúng ta gọi cái đó là không biết một cách vô thức. Không biết vô thức. Không biết một cách vô thức. Vô thức. Ví dụ, ví dụ như là có nhiều người trước khi vào cái group này, họ chưa từng nghe đến ba từ NLP, khoa học lập trình ngôn ngữ tư duy. Thì cái lúc mà họ chưa từng nghe đến ba từ NLP, thì đấy là cái cấp độ không biết một cách vô thức. Bởi vì trong họ chưa từng có cái khái niệm NLP, thì đó gọi là cấp độ không biết một cách vô thức. Đấy, điều đầu tiên là gì? Cấp độ 1 là không biết một cách vô thức. Rồi, qua giai đoạn không biết một cách vô thức, chúng ta bắt đầu mới tiến lên giai đoạn 2. Giai đoạn 2. Không biết. Có ý thức. Giai đoạn 2 là giai đoạn không biết nhưng mà có ý thức. Ví dụ như nhiều người bạn ở trong group này đã từng trước đây nghe đến NLP nhưng chưa được học, chưa được biết nó là gì. Các bạn lưu ý điều này nhé. Nhiều thành viên trong chúng ta trong group này trước đây đã từng nghe đến có môn khoa học NLP nhưng mà bạn chưa từng học, chưa từng biết nó là cái gì. Thì cái cấp độ 2 này gọi là không biết một cách có ý thức. Nghĩa là trong ý thức biết là có cái khoa học đấy, có cái khoa học tạo nên sự xuất chúng cho con người đó, nhưng vẫn chưa biết nó là cái gì, chưa được học nó. Thì ở cấp độ này được gọi là không biết nhưng một cách có ý thức. Một cách có ý thức. Rồi qua giai đoạn này gọi giai đoạn 2. Thì đến giai đoạn 3. Giai đoạn 3. Giai đoạn 3 là biết có ý thức. Bắt đầu biết. Có ý thức. Biết có ý thức. Nghĩa là các bạn đã bắt đầu ở trong group này. Và hôm nay chúng ta đã có đến buổi thứ 3 để chúng ta chia sẻ với nhau về NLP. Ở buổi 1, các bạn cũng đã được nghe sơ lược NLP là gì. Ở buổi 2, các bạn cũng biết là vì sao NLP trở thành môn ngữ khoa học để thay đổi con người mạnh mẽ nhất và giúp con người trở nên vượt trội và xuất chúng. Và bây giờ chúng ta đang tiếp tục nghe về NLP. Vậy thì lúc này các bạn đang ở cái giai đoạn cấp độ 3 là biết có ý thức. Giai đoạn đầu tiên của giai đoạn 3, biết có ý thức về NLP. Đấy, biết có ý thức về NLP. Và giai đoạn 4 là giai đoạn biết để thành công, biết để xuất sắc, biết để xuất chúng, biết để giàu có thịnh vượng, biết để có thể làm chủ được thế giới này. Đấy là giai đoạn thứ 4. Giai đoạn thứ tư biết vô thức. Biết vô thức. Và đây là một bí mật. Bí mật của sự thịnh vượng là biết vô thức. Biết vô thức. Bí mật của sự thịnh vượng là như vậy. Biết vô thức. Đó là nó trở thành bản năng của chúng ta rồi. Nó giống như tôi đấy các bạn này. Nói về NLP mà không cần phải nhìn sách vở gì cả. Nói về những hiểu biết về con người qua góc nhìn của NLP cũng không phải sách vở gì cả. Và bất kỳ ở cung đoạn nào, cung bậc nào trong toàn bộ cái giáo trình của NLP,
có thể nói được về điều đó mà không cần phải dựa vào sách vở nào. Rồi những kiến thức khác nữa ngoài NLP, đó là giải quyết các vấn đề về con người, về kinh doanh, rồi về những mối quan hệ, rồi về những cái kết nối, những cái tâm linh khác nữa. Là vì sao ạ? Là bởi vì tôi đã đưa cái biết vô thức, NLP đã trở thành vô thức rồi, trở thành cái nền tảng của con người mình rồi, bật ra là NLP rồi. Và tôi tiếp tục học những cái chuyên ngành khác nữa. Và tôi đang gì? Đang đưa những chuyên ngành khác nữa vào mình. Và mỗi một cấp độ biết vô thức này, mỗi cấp độ biết vô thức này, và nó đòi hỏi là 10.000 giờ bay. Tùy cách bạn lựa chọn, tùy cách bạn luyện, nó gọi là 10.000 giờ bay. Và mỗi một kỹ thuật vụ, mỗi một cái kỹ năng biết vô thức này, kiến thức biết vô thức này, bạn luyện 10.000 giờ bay. Sau cái kiến thức này rồi, bạn lại luyện kiến thức khác 10.000 giờ bay. Cuộc đời, cả cuộc đời chúng ta là một hành trình, cả cuộc đời chúng ta là một trải nghiệm. Và bạn càng đưa vào mình nhiều cái kiến thức, nhiều cái kỹ năng mà nó trở thành bản năng của bạn vô thức bao nhiêu, mà cái kiến thức đấy mà xã hội cần bao nhiêu, thì bạn sẽ giàu bấy nhiêu. Bạn giàu bấy nhiêu. Vậy hãy nhìn lại mình các bạn. Các bạn đang thiếu những kỹ năng gì? Các bạn đang thiếu những kỹ năng gì để có thể thực hiện được ước mơ của mình, như là cách đây hơn một tuần các bạn đã viết những ước mơ của mình lên vậy. Rất nhiều bạn trong chúng ta thì ước mơ trở thành tỷ phú đô la. Rất nhiều bạn trong chúng ta ước được tự do tài chính. Rất nhiều bạn trong chúng ta ước trở thành con người xinh đẹp, trở thành con người có giá trị, giúp được nhiều người giàu có và hạnh phúc. Đấy là những ước mơ, đấy là cái thứ cuối cùng của con người đạt đến. Khao khát cuối cùng của con người là gì? Là mong muốn mình có ý nghĩa trên cuộc sống này và giúp được nhiều người khác cùng hạnh phúc. Đấy là cái khao khát chung nhất, tột cùng khao khát đỉnh cao nhất của con người là như vậy. Mong muốn mình được ghi nhận, có giá trị trong cuộc sống này, có ý nghĩa trong cuộc sống này, và giúp được nhiều người hạnh phúc và thành công. Vậy thì đó là ước mơ. Nhưng bây giờ hãy phải quay trở lại mặt đất. Phải quay trở lại mặt đất để xem chúng ta đang ở đâu. Xem chúng ta đang ở đâu. Vậy thì tại sao cái cấp độ biết vô thức này? Nào, tại sao cấp độ biết vô thức này nó trở nên quan trọng? Tại sao biết vô thức trở nên quan trọng? Sở dĩ cái kiến thức mà chúng ta đưa vào để trở nên thành, nó thành biết vô thức, thì nó giúp chúng ta có thể dễ dàng điều khiển mọi chuyện trong cuộc sống của mình. Chúng ta dễ dàng điều khiển mọi chuyện trong cuộc sống của mình. Bởi vì sao vậy các bạn? Bởi vì là cái kỹ năng đấy nó đã trở thành bản năng của bạn rồi. Cho nên sẽ không có cái vấn đề gì có thể tác động được vào bạn. Bởi vì vấn đề đó nó bị đang kéo đến thôi, thì bạn đã phát hiện ra nó rồi và bạn đã bắt đầu giải quyết được nó rồi, không cho phép nó chạm đến mình rồi. Những hỏng hóc, những đổ vỡ bạn đã nhìn thấy từ trước nó rồi, cho nên bạn không cho phép nó xảy ra. Bạn luôn luôn đi trước để tìm cái cách. Ví dụ như là nó đang bền vững thì bạn đã phải tìm cách làm thế nào để duy trì nó, làm thế nào để nó không sơ sẩy, có một thứ gì nó có thể xảy ra trong cái thứ mà đang duy trì tốt đẹp này rồi. Và khi nó có chớm một tín hiệu nào đó cảnh báo cho bạn rằng có thể cái này sẽ gây ra vấn đề, là bạn đã biết cách gì? Đã biết cách dự trữ nó rồi, dự phòng nó rồi. Để khi nó xảy ra cái là bạn lấp vào chỗ trống một cách bình thường, để cái bộ máy vận hành của bạn không bao giờ bị lỗi, bị hỏng, bị đình trệ bởi cái sự sức mẻ của hệ thống, sức mẻ của nhân sự. Và bạn biết là nếu các cái kỹ năng kỹ thuật của bạn trong cái chuyên ngành của bạn thôi nhé, bước đầu chúng ta đã nói là cái biết vô thức này trong cái chuyên ngành bạn đang làm việc, dù bạn là ai, bạn là người bán hàng, bạn là nhà tư vấn, bạn là người thương thuyết đàm phán, bạn là lãnh đạo doanh nghiệp, thì các cái kiến thức mà đòi hỏi cái vai vị trí của bạn đang đứng, nó đòi hỏi có những gì mà vai đó phải có, phải tròn, phải có đủ, thì phải đưa vào cách biết, phải đưa vào biết vô thức. Biết vô thức. Bởi vì có biết vô thức
thì bạn mới dễ dàng giải quyết được mọi chuyện, không cho nó kéo đến với mình. Đấy. Và gì nữa? Khi được biết, khi biết vô thức, các kỹ năng biết vô thức, thì bạn sẽ tự chủ để biết thiết kế cuộc đời của mình, để nó không bị lãng phí thời gian, không bị lãng phí tuổi trẻ, không bị lãng phí nguồn lực của bạn, không bị lãng phí uy tín của bạn. Và bên cạnh đó thì nó gia tăng hiệu quả thời gian của bạn, công sức của bạn, trí tuệ của bạn, tiền vốn của bạn, uy tín của bạn. Nó sẽ ngược lại với cái thứ mất mát mà nếu khi bạn còn đang trục trặc ở cái mức độ thế này. Rất nhiều người luôn luôn cho rằng là mình biết, nhưng mới biết ở cái cấp độ là biết có ý thức. Biết có ý thức thì nghĩa là lúc được lúc chăng, lúc được lúc chăng, lúc trả lời được, lúc không trả lời được, lúc thì làm được, lúc lại không làm được. Việc này thì làm được, nhưng việc đòi hỏi phải sáng tạo, khó khăn hơn một chút là không làm được. Như vậy thì chưa đạt đến cái cấp độ là biết vô thức trong chuyên ngành, trong lĩnh vực của mình. Được. Vậy thì tất cả cái thứ biết vô thức này cuối cùng nó là biết cái gì? Tự chung một chữ thôi, hiểu. Tự chung một chữ thôi là hiểu. Các bạn, từ giờ trở đi các bạn sẽ gì? Nằm lòng một chữ thôi. Cuộc đời này của chúng ta có thành công, có hạnh phúc, có viên mãn hay không, nó phụ thuộc vào mỗi một chữ hiểu. Mỗi chữ hiểu. Hiểu đấy nó cũng bao hàm cái thứ biết vô thức này. Chứ đừng có biết một cách gì. Đã không biết thì thôi, đừng không làm được gì rồi. Rồi là không biết, lại còn không biết một cách có ý thức nữa thì càng tệ hơn nữa là gì? Tức là bạn biết rằng là bạn có cái đó, ý thức của bạn là biết có cái thứ đó, nhưng bạn lại không rèn luyện, không lĩnh hội nó. Và bạn cứ để cái cuộc đời của bạn nó cứ trì trệ, nó cứ loay hoay, nó cứ bế tắc, nó cứ mỏi mòn như vậy. Thì đây là cấp độ rất tệ. Cấp độ rất tệ. Rồi khi bạn bắt đầu thì được nhập vào cái hàng ngũ biết có ý thức rồi, mà bạn còn chảnh màng, bạn còn lơ mơ, bạn không hiểu, cũng không dám nói rằng là tại sao mình chưa hiểu, rồi tại sao mình chưa lĩnh hội được. Đây là cấp độ tệ nữa của cái biết có ý thức. Hãy đảm bảo rằng mình biết cái gì đó là phải biết sâu sắc. Mình hiểu cái gì đó phải hiểu sâu sắc, hiểu bản chất, hiểu ý nghĩa của nó. Có như vậy chúng ta mới biến trở thành cái sức mạnh của mình, chúng ta mới biến mọi cái mục tiêu, mong ước của mình ở ngoài kia trở thành sự thật, trở thành hiện thực với cuộc đời chúng ta. Vậy điều đầu tiên tôi chia sẻ với các bạn, cái hiểu. Hiểu gì thì chúng ta có thể chủ động thiết kế được cuộc sống này. Điều đầu tiên chúng ta phải hiểu được chính bản thân mình trước tiên. Đầu tiên phải hiểu được chính bản thân mình. Này, cái biết vô thức này này, cái biết vô thức này nó phải biết rõ về mình đầu tiên đã. Biết rõ về mình đầu tiên đã. Biết rõ về mình một cách vô thức. Mình là ai, mình sinh ra ở đâu? Mình sinh ra ở đâu? Vì sao mình lại có tư duy như vậy? Tại sao mình lại có cái thói quen như vậy? Tại sao mình lại có cái ngôn ngữ như vậy? Tại sao mình luôn luôn có cái cách ứng xử như vậy? Các bạn cũng phải biết một cách vô thức về những điều đó. Có biết một cách vô thức, có hiểu bản chất được vấn đề đó, thì bạn mới biết cách để thay đổi nó. Còn không hiểu nó từ đâu ra, đang gây hại như thế nào, thì các bạn cũng nghĩ, ok, tôi biết rồi, tôi đang thay đổi đây. Nếu như không hiểu một cách, biết một cách vô thức rằng những cái đó bản chất thực sự nó là gì, bản thân mình này, mình sinh ra ở đâu, mình sinh ra ở đâu thì chịu ảnh hưởng gì để tạo nên tính cách của mình, tạo nên tư duy của mình, tạo nên con người của mình. Và tất cả những cái tư duy, những cái tính cách, những cái thói quen, những cái lối ứng xử của mình ấy, bây giờ đang tạo ra kết quả cuộc đời mình. Đấy, chúng ta phải hiểu vô thức đến bản thân mình ở mức độ như vậy. Từ hiểu bản thân mình như vậy, chúng ta bắt đầu phải hiểu đến người khác. Cái chữ hiểu ấy, hiểu một cách vô thức này, hiểu một cách vô thức nghĩa là bạn giao tiếp với ai, thông qua họ nói chuyện với bạn, giao tiếp với bạn thôi. Càng giao tiếp càng nhiều, bạn càng bắt đầu hiểu người ta một cách sâu sắc hơn. Thì tất cả những cái kỹ năng, kỹ thuật về hiểu biết về con người của bạn cũng đã ở mức độ biết vô thức trong con người bạn rồi. Cho nên
Nếu như bạn giao tiếp với ai đó mà họ chỉ cần thể hiện ra bạn, nghĩa là họ, những cái là họ đang cung cấp dữ liệu cho bạn, và trong đầu bạn là một cỗ máy tính khổng lồ đang tính toán cộng trừ nhân chia để biết họ đọc vị họ. Họ sẽ tổ chức bản thân họ như thế nào, họ sẽ nói cái ngôn ngữ gì, họ sẽ thường ra quyết định như thế nào, và cái điều gì khiến họ có băn khoăn, điều gì khiến họ sợ hãi, điều gì khiến họ không ra quyết định trong những trường hợp cụ thể. Cái cấp độ kiến thức hiểu biết cái vô thức của bạn ở trong này nó đã như một cái máy tính khổng lồ. Để khi gặp ai, khi người ta đang giao tiếp với bạn, nghĩa là người ta đang gì? Cho bạn dữ liệu để bạn đang đọc vị suy nghĩ của họ, đánh giá của họ, quét, đang quét. Nó giống như là cái mắt thần trong những công ty hiện đại ấy bạn. Bạn phải cho cái mắt này. Thế rồi nó quét và cuối cùng nó mới đồng ý là mở cửa cho bạn vào hay là không. Vậy thì bộ não của bạn cũng như vậy, cũng làm việc trên tinh thần như vậy. Đấy, cái hiểu là đầu tiên là phải hiểu sâu sắc được về bản thân mình tại sao như vậy. Hiểu sâu sắc được bản thân như mình tại sao như vậy thì bạn mới biết được tại sao bạn đang có kết quả như vậy và làm cách nào để phải thay đổi nó. Còn nếu không thì cuộc đời này bạn sẽ loay hoay mãi với những gì mà bạn đang có, bạn sẽ đứng ở đó. Trên cơ sở bạn đã hiểu rõ về bản thân mình như vậy rồi thì bạn sẽ hiểu được người khác cũng như vậy thôi. Con người chúng ta sinh ra ở đâu thì sẽ chịu sự chi phối về năng lượng, về tư duy, về tác phong, về lối ứng xử khu vực như vậy. Và đi sâu hơn nữa vào từng cái cấp độ gia đình khác nhau sẽ tạo cho từng con người có cái cá tính khác nhau, tư duy khác nhau, cái nét ứng xử khác nhau. Và sau đó thì họ ra đời từ cái gốc rễ đó thì họ sẽ ứng xử với cuộc đời này. Đấy, chúng ta phải hiểu biết về, đầu tiên là hiểu biết về gì? Hiểu biết về con người mình và hiểu biết về những người khác. Rồi đến hiểu biết thứ hai là gì? Hiểu biết thứ hai là bạn phải hiểu biết về cái cách giao tiếp với họ, cách giao tiếp với mọi người xung quanh. Bởi vì trong cuộc sống này, bạn sống với ai, bạn vui vẻ, cái tinh thần bạn vui vẻ với ai. Trong cuộc sống này bạn làm giàu với ai? Làm giàu với mọi người, sống vui vẻ với mọi người. Vậy thì bạn phải biết cái cách giao tiếp hiệu quả để tạo ra sự hòa đồng vui vẻ, tạo ra sự tôn trọng bạn, tạo ra sự ngưỡng mộ bạn, tạo ra cái sự muốn lắng nghe với bạn, tạo ra sự muốn hợp tác với bạn. Vậy thì bạn phải biết có hai thứ. Bạn phải biết hai thứ vào cái cấp độ vô thức này. Một là các cái kỹ năng để đọc vị con người, đọc vị suy nghĩ người khác. Như vừa rồi phần trên tôi nói là gì? Đầu bạn như là một cái máy tính khổng lồ ấy. Khi họ nói chuyện với bạn, họ thể hiện con người bạn, tức là họ đang trao dữ liệu cho bạn để bạn đang phân tích. Thì tức là bạn có cái kỹ năng kỹ thuật để đọc vị con người rồi. Và phần thứ hai, bộ máy vi tính khổng lồ của bạn ấy cũng có cả một kho dữ liệu về ngôn ngữ. Để người nào ngồi trước bạn, họ thuộc nhóm cá tính nào, nhóm ngôn ngữ nào, nhóm thói quen nào, nhóm sở thích nào, nhóm nhu cầu nào, thì cái máy tính của bạn ấy, nó đưa ra những bộ ngôn ngữ phù hợp, hiệu quả nhất để giao tiếp với họ, để chốt sale, để đàm phán, để thương thuyết, để gây ảnh hưởng, để kết nối. Và NLP thì trao cho bạn đầy đủ tất cả những công cụ đó để bạn có thể làm chủ thế giới này. Đấy, cấp độ hiểu biết thứ hai nữa là gì? Một là bạn hiểu bản thân mình và người khác. Hai là bạn phải hiểu tất cả các công cụ bậc thầy trong việc giao tiếp. Và thứ ba, bạn phải hiểu, đưa vào cấp độ vô thức của mình cái kỹ năng, các cái kỹ năng kỹ thuật để thiết kế kế hoạch chiến lược mục tiêu kinh doanh. Nó cũng là các cái kỹ năng kỹ thuật để thiết kế bất kỳ một kế hoạch chiến lược nào, về chiến lược sức khỏe, về chiến lược yêu, về chiến lược mối quan hệ, bất kỳ chiến lược nào. Nó có một cái công thức chung, công thức xuất sắc nhất, công thức thành công tuyệt đỉnh để bạn có thể đưa vào. Vì sao có thể đưa vào cái điều này? Là bởi vì nó có những nguyên tắc, bạn phải hội đủ những năng lực đó thì bạn mới có giải quyết được những vấn đề trong kế hoạch kinh doanh đó. Bạn phải có đủ những nguồn lực như vậy thì bạn mới có thể đáp ứng được những tiêu chí, những yêu cầu, những nguyên tắc trong cái dự án kinh doanh đó. Bạn phải hiểu quy luật thời thế, hiểu nhu cầu thị trường,
hiểu cái tính bền vững của nguyên liệu đầu vào đầu ra hay tính bền vững của nhu cầu thị trường, thì bạn ấy mới lên được một kế hoạch phát triển bền vững rồi đột phá. Nếu không thì bạn sẽ dồn hết tâm sức vào, nhưng mà chỉ một thời gian ngắn sau thì toàn bộ cái dự án đó nó sụp đổ bởi nhu cầu thị trường, bởi công nghệ, rồi bởi cái tính bền vững. Bạn sẽ mất công sức, bạn như con dã tràng lại tiếp tục. Tiếp theo này, bạn có cái kỹ thuật về huấn luyện, thiết kế kế hoạch chiến lược rồi, thì cấp độ hiểu tiếp theo, cái cấp độ biết vô thức tiếp theo nữa là bạn phải có cái kỹ năng, kỹ thuật để truyền cảm hứng cho con người, huấn luyện người khác, trị liệu cho người khác. Nó cũng có những kỹ năng, kỹ thuật của NLP để trao cho bạn. Bởi vì ở phần 1, bạn đã thấu hiểu được người khác rồi. Khi họ nói ra cái ngôn ngữ trước mặt bạn, là bạn biết ngay là người này sinh ra ở đâu, tư duy đang ở mức nhóm nào, và những người thuộc cấp nhóm này họ thường có cái quyết định như thế nào, họ quyết định ở tầm mức nào, vì sao lại như vậy, và vì thế thì cuộc đời họ mới đang như vậy. Và bạn sẽ biết chọn những cái kiến thức nào, chọn cái ngôn ngữ nào để nói chuyện phù hợp với họ, để giúp họ giải tỏa căng thẳng, để giúp họ tự tin, để giúp họ thấy thân thiện, cởi mở. Rồi chuyện bắt đầu mới đi đến hồi tốt đẹp được. Đấy, là nhà lãnh đạo. Cái cấp hiểu, độ hiểu biết này đã lên cái cấp độ nhà lãnh đạo rồi. Bạn bắt đầu là giúp người khác giải quyết vấn đề của họ rồi, truyền cảm hứng cho họ rồi, giúp họ vực dậy về tinh thần và mọi thứ cho họ rồi. Thì có 4 cái thứ hiểu biết, 4 thứ hiểu biết mà bạn phải đưa vào cấp độ vô thức, chứ đừng đưa vào cái cấp độ chỉ biết có ý thức thôi. Biết có ý thức thôi thì bạn sẽ dậm chân tại chỗ, tại cái vùng hiểu biết đó. Cho nên người thành công, người ta cũng nói rằng là doanh nghiệp của bạn, hệ thống kinh doanh của bạn không bao giờ lớn quá được cái năng lực của bạn. Không bao giờ lớn quá được năng lực của bạn. Vậy thì năng lực của bạn đến đâu, mọi thứ của bạn đến đó. Cấp độ đầu tiên, bạn phải hiểu mình, hiểu người. Cái hiểu biết thứ hai đưa vào, hiểu biết đầu tiên thì hiểu biết vô thức, bạn phải hiểu mình và hiểu người khác. Cái hiểu biết thứ hai là bạn phải hiểu về các kỹ năng, kỹ thuật của giao tiếp. Cái hiểu biết thứ ba là bạn phải biết các cái công cụ, kỹ thuật để thiết kế các kế hoạch chiến lược, mục tiêu từ kinh doanh cho đến sức khỏe, đến mối quan hệ, đến rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Cái cấp độ hiểu biết thứ tư đó là bạn phải trở thành một nhà lãnh đạo, biết giải quyết được mọi vấn đề cho nhân viên của bạn, cho đội nhóm của bạn, cho cái cộng đồng của bạn. Đấy là cái cấp độ hiểu biết ở cái mức độ trực quan. Biết vô thức đấy ở mức độ trực quan bằng các cái công cụ khoa học hiện hữu. Còn một cái biết sâu nữa là biết về cái hiểu ấy, biết vô thức ấy, về các cái luật vô hình trong vũ trụ này. Các cái luật vô hình đang điều khiển vũ trụ này, điều khiển con người trong vũ trụ này. Đó là luật nhân quả, luật cho nhận, là luật tương đồng, luật tập trung, luật nhất quán, luật bù trừ, rất nhiều các luật vô hình đang điều khiển cuộc sống này. Các bạn thấy không? Khi kiến thức của chúng ta bắt đầu là càng ngày kiến thức chúng ta càng nhiều thì cuộc sống này đối với chúng ta càng đơn giản. Chúng ta phải vượt qua nhiều cái cấp độ để có cái kiến thức biết một cách vô thức. Khi bắt đầu có cái kiến thức biết một cách vô thức thì chúng ta mới dễ dàng điều khiển cuộc sống này, dễ dàng giúp đỡ người khác trong cuộc sống này. Và vì thế mọi nguồn lực, mọi cơ hội nó tiếp tục đổ về chúng ta. Ngày hôm qua tôi chia sẻ với các bạn rằng là rất nhiều người trong chúng ta muốn giàu có, muốn thành đạt, muốn cuộc sống viên mãn, muốn thịnh vượng. Nhưng cái mức độ rèn luyện về kỷ luật bản thân, cái mức độ khao khát để giành được cái mục tiêu đấy trong cuộc sống nó quá thấp. Nó quá thấp.
Thì ở đây những bạn nào thực sự mong muốn, khát vọng mình có một cuộc sống giàu có, thì hãy tự hỏi bản thân mình này. Bản thân mình đã kỷ luật chưa? Bản thân mình đối với các cái cơ hội cuộc sống này đã làm hết sức mình chưa? Và các bạn hỏi nữa, nếu như đến bản thân mình mà còn không lãnh đạo được, ví dụ như là không lãnh đạo được mình kiên trì, không lãnh đạo được mình gì đã đến, đã hứa là phải đến, không lãnh đạo được mình gì đã cam kết là thực hiện, không lãnh đạo được bản thân mình có trách nhiệm với người khác, tức là đến chính mình còn không lãnh đạo được bản thân mình, còn cảm thấy ngại ngần, còn cảm thấy so đo với các việc đó, thì làm sao có thể ra ngoài kia lãnh đạo được nhiều người khác được. Mỗi lúc bạn lười, mỗi lúc bạn trì hoãn, mỗi lúc bạn thấy ngại ngần, hãy nói với bản thân mình như vậy. Ngay bản thân mình còn không lãnh đạo được thì lãnh đạo làm sao với người khác. Thế rồi trong cuộc sống này nữa, bên cạnh cái việc có tất cả các kỹ năng trực quan rồi đưa vào trong bạn để có thể bạn có thể làm tốt mọi chuyện trong cuộc sống này, thì bạn luôn luôn hỏi mình đã vận hành theo đúng những nguyên lý, những quy luật trong cuộc sống này chưa? Những quy luật ấy, nhân quả. Bạn gieo cái gì ngày hôm nay thì đó là cái thứ mà bạn sẽ gặt trong tương lai. Có phải rằng cái kết quả của ngày hôm nay tôi đang đứng đây và các bạn đang ngồi đó xem, cái kết quả này, hiện tại và lúc này này, nó có phải là những cái quyết định của bạn, những hành động của bạn, những sự chọn lựa của bạn của từ 3 năm đến 5 năm trước đây, cho nên nó đang tạo cho bạn ngày hôm nay không? Vậy thì 3 năm nữa, 5 năm nữa, bạn là ai? Nó liên quan đến quyết định của bạn ngày hôm nay. Bạn có lãnh đạo được bản thân của bạn ngày hôm nay không? Để hành động, để học hỏi, để đưa vào mình tất cả những kỹ năng trở thành vô thức, để bạn có thể làm chủ thế giới này. Những kiến thức gì thì tôi đã chia sẻ toàn bộ trong chương trình này. Các bạn có biết là tại sao các bạn thấy mình có quá nhiều vấn đề bên ngoài không? Mình đã có nhiều khủng khiếp vấn đề không? Để tôi sẽ lấy một cái minh chứng này cho mọi người. Bao giờ cũng vậy, chúng ta phải học bằng trực quan, chúng ta phải huấn luyện bằng trực quan thì các bạn mới thấy rõ vấn đề. Đây rồi. Vâng. Chúng ta đang nói đến vấn đề là tại sao nhiều người trong chúng ta lại thấy rằng cuộc sống xung quanh rất nhiều vấn đề như vậy. Từ vấn đề kinh doanh, vấn đề mối quan hệ, cho đến vấn đề về gia đình. Rất nhiều thứ là mọi thứ nó rối tung rối mù lên. Và nó cảm thấy stress, bức bối, rất nhiều thứ. Vậy thì tôi sẽ minh chứng với các bạn về điều này. Giả sử rằng cái lượng nước trong cốc này, lượng nước trong cốc này là năng lực hiểu biết của bạn, năng lực hiểu biết của bạn về công việc kinh doanh của bạn chẳng hạn, năng lực hiểu biết của bạn về kinh doanh chẳng hạn. Và đây là một thìa muối. Thìa muối này là vấn đề. Thìa muối này là vấn đề. Và bạn thấy này, năng lực kinh doanh của bạn là cái lượng nước trong cốc này, và thìa muối này là vấn đề kinh doanh của bạn. Và cái chất nước về hiểu biết ấy, là chất nước lọc. Chất nước lọc, còn đây là muối của bạn nhé. Và muối là vấn đề. Và bây giờ bạn thấy này, tôi thả muối vào đây và ngoáy lên. Nó giống như là vấn đề của bạn ấy. Nó tác động vào bạn, nó tác động vào hiểu biết của bạn. Nó ở cần này. Vậy thì bạn sẽ thấy là cái vị nước này bây giờ nó thế nào rồi? Nó mặn chát rồi các bạn. Nó mặn chát rồi. Cái vị mặn của nước này ấy, nó giống như là cái tinh thần của bạn. Nó giống như trạng thái cảm xúc của bạn. Nó không còn bình an nữa. Khi mà nó bị một thìa muối vấn đề này nó tác động vào bạn. Nó tác động vào bạn. Bạn không còn bình an nữa. Bằng chứng là cái nước của bạn mặn chát này. Nó đại diện như là cảm xúc của bạn bị nhiễu loạn. Bạn cảm thấy stress,
bạn cảm thấy cáu giận, bạn cảm tức bực mọi thứ, bạn cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Và mọi thứ xung quanh bắt đầu nó rối tung rối mù lên. Vậy thì làm cách nào? Bạn sẽ nhìn ví dụ này. Vẫn là cái thìa muối đấy. Vẫn là thìa muối đấy. Và cái lượng nước trong bình này, giả sử nó đầy lên đến đây rồi, và tôi cũng lại cho cái lượng muối vào đây, bạn thấy sao nào? Và cái lượng nước mà nhiều hơn này này, à, gấp 10 lần cái cốc này này. Đây này, gấp này, à, gấp 10 lần cốc này này. Nó đại diện cho cái năng lực hiểu biết của bạn, năng lực giải quyết vấn đề của bạn. Vậy thì vẫn thìa muối đấy, đưa vào đây ngoáy lên, nó có còn bị mặn chát, mặn đắng như cái cốc kia không? Hay là nó bắt đầu là có vị mặn, nhưng nó thao thảo hơn rồi, có thể uống được rồi. Thế thì cái lượng nước này nó đã đại diện cho tâm can của bạn là có bị xáo động, có bị chút áp lực, nhưng mà bạn giải quyết được bằng việc là hiểu biết của bạn nhiều lên. Yeah. Vậy bạn hãy hình dung cái hiểu biết của bạn không phải là một cái bình nước này nữa, mà nó là cả một cái xô nước 10 lít. Hiểu biết của bạn là cả một xô nước 10 lít. Hiểu biết của bạn là cả một cái thùng phi nước 200 lít. Vậy thì cái một thìa muối vấn đề kia nó tác động vào bạn, nó có làm biến đổi cái chất nước trong bạn không? Khi mà hiểu biết bạn nhiều đến cái mức là 10 lít, 200 lít, thì một thìa muối kia nó không còn tác động được đến nữa rồi. Không còn tác động được nữa rồi. Cho nên là sở dĩ mỗi cá nhân chúng ta mà thấy ở bên ngoài rất là khó khăn. Khó khăn trong việc này, tiếp cận với người khác, khó khăn trong cái việc bán hàng, khó khăn trong cái việc kết nối, khó khăn trong việc đàm phán, khó khăn trong việc thương thuyết, khó khăn trong cái việc là chính thiết kế kế hoạch của chính mình, khó khăn trong cái việc là giúp người khác giải quyết vấn đề, khó khăn trong việc là huấn luyện người khác, khó khăn trong việc là làm sao để hiểu được người khác có thể phối hợp nguồn lực. Ở bên ngoài thì nghĩa là chính là bên trong của chính mình chưa có những năng lực đó. Mà nếu bên trong chưa có năng lực đó thì làm sao có thể thể hiện được bên ngoài? Làm sao nó có thể xảy ra dễ dàng ở bên ngoài các bạn? Những hiểu biết của chúng ta cũng vận dụng theo những luật. Có phải chúng ta vừa nói đến cái luật này, luật trong ngoài không? Cái gì có bên trong thì nó dễ dàng xảy ra bên ngoài. Sở dĩ chúng ta khó khăn mọi thứ bên ngoài là bởi vì năng lực đó bên trong chúng ta chưa có. Vậy bây giờ các bạn đã bao nhiêu tuổi rồi? Đã qua được bao nhiêu năm rồi? Không cần biết quá khứ trước đây các bạn như thế nào. Không cần biết. Bởi vì nếu các bạn đã từng thất bại bầm dập, các bạn vẫn đang có ý chí khao khát được kinh doanh, thì chúc mừng các bạn, bởi vì đấy là những chất liệu vô cùng quý, chất liệu kinh nghiệm vô cùng quý để bạn bắt đầu học những cái công thức đúng, kiến thức đúng, bí mật đúng, bí quyết đúng, những nguyên tắc đúng, để bạn bắt đầu sắp xếp lại các nguồn lực, sắp xếp lại các trải nghiệm của bạn, để bạn bắt đầu chủ động thiết kế lại tương lai của chính bạn. Người không có nhiều trải nghiệm thì mới sợ, mới đáng ngại. Bởi vì dù bây giờ có học cái gì đúng cũng không biết lắp vào cái thứ gì cả. Nhưng nếu các bạn đã từng bầm dập, đã từng trải nghiệm, đã từng thất bại được từng rất nhiều vấn đề, thì hãy tin tôi đi, đó là chất liệu vô cùng quý, để bây giờ các bạn chỉ việc sắp xếp lại thôi là các bạn đột phá như tên lửa, đột phá như tên lửa để bay đến mục tiêu của mình rồi. Và tôi là một bằng chứng. Hai năm qua cái tốc độ của tôi thì tăng trưởng luôn luôn là mỗi một năm tăng trưởng 1000%, mỗi một năm định vị tất cả các mặt tăng trưởng 1000%. Các bạn càng đào sâu, các bạn càng tập trung vào những cái công thức đúng, những cái kiến thức đúng, đặc biệt là NLP bao nhiêu, thì năng lực của các bạn càng xuất chúng bấy nhiêu.
Và cái năng lực gốc này xuất chúng ấy, thì nó sẽ đột phá cho bạn các cái năng lực mà bạn đang theo đuổi bấy nhiêu. Dù bạn làm trong nghề gì đấy là năng lực bạn đang theo đuổi. Cái gốc này mà có rồi thì nó sẽ giúp bạn cành lá bên ngoài xung xuê rất là nhanh. Chừng nào các bạn còn chưa có NLP là cái khoa học gốc rễ để hiểu biết về sâu sắc về con người mình, về người khác, về mọi thứ, công cụ, kế hoạch để xây dựng kế hoạch chiến lược, thì những kiến thức gì mà các bạn có nó chỉ là như lá và quả trên ngoài vậy thôi. Và lá và quả đấy nếu không có sự tiếp sức từ gốc rễ này thì nó cũng sớm bị héo úa và khô thôi, bị cằn cỗi mà thôi. Vậy hôm nay tôi đã chia sẻ với các bạn cái bí mật để thành công và thịnh vượng qua khoa học NLP nhìn ra rồi. Tất cả cái kiến thức chúng ta phải biết một cách vô thức. Phải biết một cách vô thức. Nó cũng phù hợp với quy luật là gì? Trong và ngoài. Có bên trong thì nó sẽ dễ dàng xảy ra bên ngoài. Nó đơn giản như việc khi tôi nói rằng bạn hãy đọc tôi bản cửu chương 2 đi, bạn sẽ dễ dàng đọc 2. 21 là 2, 22 là 4, 23 là 6, 24 là 8, 25 là 10, 26, 12, 27, 14, 29, 27, 14, 28, 26, 29, 18, 20, 20. Bạn đọc rất dễ dàng. Rồi nếu tôi hỏi rằng là bây giờ bạn cho tôi con số này 276 x 234 bằng bao nhiêu, bạn sẽ không biết được. Bởi vì cái con số đấy nó chưa bao giờ có trong đầu các bạn. Nó chưa bao giờ có bên trong các bạn. Bởi vì chúng ta đều biết là chúng ta cũng không cần biết cái con số đấy để làm gì. Nhưng đấy là những con số mà mình không cần biết. Nhưng không may, nếu đây là con số cần biết thì dù nó có lên đến nhân hàng nghìn đi chăng nữa, bạn cũng vẫn phải học thuộc. Mà cái việc học thuộc các kỹ năng mà bạn đang theo đuổi này nó không có nhiều. Ví dụ trong mỗi một chuyên ngành người ta tổng kết rằng chỉ có 16 đến 20 lời phàn nàn là cùng. Vậy thì nếu bạn là người bán hàng, bạn có cái kỹ năng vô thức trong cái việc là xử lý 20 lời từ chối này. Lặp đi lặp lại. Vậy thì bạn không trở thành bậc thầy của việc xử lý từ chối của cái ngành hàng dịch vụ của bạn mới là chuyện lạ. Nói như vậy, nó còn nhiều cái kiến thức khác nữa. Chúng ta phải đọc rộng, hiểu biết nhiều hơn nữa, chứ không chỉ đơn giản chúng ta chỉ có mỗi cái kiến thức đó thôi. Bởi vì chỉ mỗi cái kiến thức đấy thì nó gọi chỉ là thủ thuật. Nó chỉ gọi là thủ thuật. Mà cái quan trọng hơn là chúng ta phải hiểu thấu được bản thân mình và hiểu thấu người khác, để chúng ta có thể giao tiếp với họ bằng trái tim. Thực sự giao tiếp với họ bằng trái tim. Chúng ta phải học rộng, chúng ta phải biết, hiểu biết nhiều, là bởi vì không phải chúng ta gặp nhau là có thể bán hàng ngay được. Mà gặp nhau là phải giao tiếp, phải kết nối, phải giúp đỡ, phải giải quyết được họ. Phải giúp họ giải quyết được vấn đề quan trọng của họ trước đã. Vậy làm thế nào để bạn có thể có cái năng lực mà gặp ai cũng có thể giải quyết được vấn đề của họ trước đã? Tùy bạn chọn. Cho nên người thành công cũng nói là một là bạn đúng. Bạn viện cớ rằng làm sao mà có thể có kiến thức đấy được. Hai là bạn giàu. Một là bạn gì? Một là bạn đúng. Hai là bạn giàu. Bạn tùy bạn chọn. Bạn muốn giàu, bạn phải có đủ năng lực để giải quyết vấn đề cho nhiều người. Còn bạn đúng là bảo tôi không thể. Vậy bạn cứ ngồi đó. Hãy nắm ngay cái cơ hội. Việt Nam là một dân tộc cực kỳ hiếu học. Vì thế khoa học NLP là một ngành cực kỳ mới trên thế giới. Là khoa học gì? Vi diệu nhất trên thế giới. Trên thế giới hiện nay với có chưa đến 5 triệu người biết đến NLP. Vậy mà Việt Nam thì đã gì? Cho đến hàng chục, cho đến hàng trăm nghìn người biết rồi. Chỉ có điều là đang biết ở cái cấp độ biết có ý thức mà thôi, chứ chưa đạt đến cấp độ là biết vô thức. Cho nên chưa biến mình trở thành đột phá được. Là như vậy. Nếu các bạn thấy group này lành mạnh, thấy những kiến thức tôi chia sẻ trong group này là những kiến thức giá trị, có thể giúp được đồng đội của bạn, có thể giúp được người thân của bạn, thì hãy chia sẻ đến họ để mời họ tham gia vào group này. Càng ngày thì những buổi huấn luyện của chúng ta sẽ càng đi vào những kỹ thuật chuyên sâu.
để giúp giải quyết vấn đề. Vài buổi vừa qua cũng như là 1-2 buổi tới, tôi vẫn đang làm hết sức mình để giúp các bạn khai mở về tư duy, làm sao các bạn nhận thức rõ những cái gì cần trong cuộc sống này, để trước khi chúng ta có thể đưa những kiến thức vi diệu này của NLP thuộc giáo trình của ABNLP nguyên chủng đến với các bạn. Cho nên hãy giúp những người bạn của bạn, hãy giúp những người nhân viên của bạn, hãy giúp những người bạn bè của bạn, để họ tiếp cận đến môn khoa học vi diệu này, để giúp các bạn, để giúp họ thành công hạnh phúc hơn. Ít nhất thì cũng giúp họ giảm tải những stress, những cái băn khoăn, những cái bí bách, những cái rắc rối trong cuộc sống. Ok. Và nếu như các bạn vẫn không có một ý kiến gì cần tham khảo thêm, hay là có thể trao đổi phản hồi feedback với tôi, các bạn có thể gửi lại sau. Và ngày mai tôi mong muốn rằng là các bạn hãy tổng kết lại cái buổi ngày hôm nay của tôi, đảm bảo rằng mỗi bạn, các bạn hãy viết một đoạn về những cái cảm nhận của mình, những giá trị mà các bạn nhận được, những cái điều mà các bạn tâm đắc được trong những bài huấn luyện như thế này. Đó là cái phần mà tôi muốn các bạn thực sự, những kiến thức này nó phải ngấm được vào trong các bạn và buộc các bạn phải viết được ra ngoài. Thì chính cái gì mà các bạn ngấm, chính cái gì các bạn phải nghĩ để viết ra ngoài, nó sẽ trở thành những kiến thức của các bạn và các bạn sẽ nhớ mãi. Bởi vì cái cách huấn luyện tốt nhất của não bộ là cứ lặp đi lặp lại cái đó, lặp đi lặp lại. Và cái thứ đó nếu nó là kiến thức giá trị thì càng nên lặp đi lặp lại.